Con Jax nó sẽ giúp cho anh ta mang lại cái khả năng đẩy đường và là một kèo kỹ năng rất nặng với Rhydaton ở đường trên. Nhau chúng ta tức cùng là... nhau đến với ván thi đấu đầu tiên màn hình cũng đã hiện ra trước mặt của các bạn. Cặp đấu giữa Team Wales và đối thủ của họ Gamesport đã bắt đầu. Đi của Levi là vô cùng khó chịu. Anh ta ăn bãi chim quỷ sau đó cướp bùa xanh. Và đó, một tình huống làm choáng bằng chiêu quy thì không trượt được. Và hồi máu của các thành viên Gamesport nó trở nên tóc biến lên và hình như là combo không chuẩn gì. Một tình huống quy mà thôi, tóc biến sử dụng luôn cả sức cường tráng và Sayer đang giữ chân lại nhưng không có ai combo thêm. Sayer vẫn đang tiếp tục làm tất cả mọi thứ, một pha đấm nhưng mà đấm văng đối thủ về phía trụ. Ui, Artemis tuyệt vời với cơn mưa kia thì và tất cả những tân thể bằng bản năng sát thủ. Một đều cho Team Wales. Việc ăn sứ giả, nhưng Kiaia nhảy và nện ngay vào một con mắt ở hang sứ giả. Khá là liều lĩnh đến từ Gamesport. Kiaia để xem nào, vẫn chưa thấy một tình huống thả gấu. Kiaia vẫn đang làm tất cả mọi thứ để ngăn cản đối thủ có thể lấy trong được con sứ giả này. Vinze đã cố gắng bỏ chạy đi, KT tóc biến thả gấu, người ta giữ chân lại. Smarter đang vào chiêu cuối của mình lên và sẵn sàng có thể bóc cho mình được sứ mắt sứ giả nhưng mà không thành công, tại vì giữ chân lại bởi sợi xích siêu và không có cách. Smarter phải đập xuống, chuyển đến thể giao tranh. Tóc biến lên bắt đầu đập đối thủ về, thả của anh không thành công, đây bị gõ rất là đau và mặc dù có cố gắng nhưng không được rồi. Vinze có được mạng chiến công đầu tiên cho bản thân mình. Cho nên cái khả năng mà bạn có được con rồng rất là cao. Cho nên trong tình huống của rồng vẫn có thể đáng khen ngợi cho sự bất ngờ. Nhưng mà phía bên này sau đây lực hút hoàng bung ra và có một số người ngang ngạn chạy đến từ BN. Cho nên không thành công đâu, đi sẵn sàng chiến xe như muốn mà ta gõ. Ta có được bạn dành cho Binsay cũng như là cho đồng đội của mình nữa là Thubis. 4-3 cho Team Wales của Predator đang có solo kill. Kia bay vào gõ sẵn sàng để có thể đổ tổng bí trang này. Kia đang đứng ngó nhưng mà không thành công. Đúng không nào, để xem nào. KT di chuyển được hút hoàng và thả gấu đang chờ đợi sẵn. Đã có Sigrid Binsay đang sử dụng quyền lực, tuy nhiên đang ngăn cản cho Pala vào. Phản đòn đó từ Kia giữ cho một thành viên bản đã bung đào. Ngay tức bắn vào người của đối thủ hất tung lên khá là combo vào Levi được. Ngay tức bốc hơi, anh ta không còn ngồi sống. Kia đang làm tất cả mọi thứ để chức địa cho Binsay. Binsay đấm cho đối thủ ra tóc biến gõ cái nữa. Và Kia có đối bạn cùng những cú đốt và cú xoay. Cú Swada là trên cả tuyệt vời. Kia rồi thật sự quá ấn tượng. Còn trong đó khu vực trên đây có định băng trụ hay chăng đây? Ba con lính, hai con lính và sẽ còn một con mà thôi. Svada đang cần bật thần cái sáu, ta đang bật thần cái sáu, đang cố gắng cần và ta đang cần phải chích được cái chùy của mình lên và ta đang cố gắng làm tất cả đúng một pha xoay hồi phục quá kinh khủng. Kia ôm hết nội sát thương đến từ rồi và Svada vẫn còn sống trong người đó. Levi cố gắng đầy bóng, ta có được bạn cũng như Zin thì sao đây. Zin bị gõ, Zin nằm xuống luôn. Ai sát tới một kill cho người chơi đi rừng của Team Wales. Giảm hiệu ứng khống chế đã giúp cho Svada có thể chống chịu và gây một lượng sát thương lớn hơn. Còn ở cái pha này thì KD rõ ràng là ngay khi anh ta mất làm choáng thì làm gì có tí cơ hội nào để anh ta có thể sống sót trước một con dây nó khỏe đến mức độ như này. Sử dụng cái cú làm choáng, đừng bỏ quên Artemis đang tăng tiến mạnh một cách khủng khiếp. KT sẽ làm gì đây? KT thả gấu ra, quyền lực đang được bung ra và KT sẵn sàng quay ra lại gõ. Ta chuyển xe như muốn, ta gõ văng được sát qua đi ra và tiếp theo là cầu sắp cầu tóc nắm vào người của Levi. Levi cố gắng bung chiêu cuối nhưng thoát sát hết cú dành cho Levi. Thì điều đấy là một điều khá hợp lý bởi vì họ và tóc biến lên W, anh ta đã bị giữ dư chân lại một khoảng thời gian khá lâu và cả hai đã mất chút tóc biến. Nhưng quan trọng hơn là Artemis đang di chuyển ra, Kia đang phản đòn hai người nhưng rất đáng tiếc Spada mạnh hơn. Một tình huống đã sử dụng lý rất đúng chất tướng nhưng mà đây Sayer quang đã đầy rồi. Svada có thể bắt lại chăng đây? Đây là mốc diệt đang bắn là một khoảng thời gian khá lâu. Svada không thể quay trở lại được và mạng đã có dành Sayer và sợi xích siêu phàm bung ra. Anh ta ăn thông pha cầu sắp thì mất một đống máu thì mọi chuyện nó tương đối là nặng nề. Quyền lực thiên nhiên bung ra, nó giữ chân được hai thành viên cầu sắp quá chất lượng, đấm zin vào cá sấu kia. Và đang bật tất cả những có thể lên lục hút rồi ơi. Một thành viên đó Svada, Svada phải nằm xuống. Levi đang bóp lên đồi và đang quen bơi cho bơi không nổi. Zin có được một tiêu đây và ta phải nằm xuống. Tiếp theo sẽ lại đây. Kia đã phải chạy. Slayer không bị dính bên trong cầu sắp. Thật sự đây là một ván thi đấu bóp nghẹt đến từ bên phía của Team Wales và đang không cho đối thủ bất cứ một cơ hội nào thay lấy được những mạng ở những lượng tiền truy nã cả. Ngược lại thì ít nhất Gamesport đang có một điểm tích cực nhẹ là họ vừa mới lấy được thêm một vài lượng tiền lợi tức nhưng cảm giác không đủ, cái khoảng cách này vẫn đang quá lớn. Đây vẫn là một khoảng cách cực kỳ là kinh khủng được tạo ra từ cái Team Wales. Quyền lực thiên nhiên bung ra ngay lập tức xuất hiện hoành tráng đang chờ đợi đến từ Pierre và ta đánh bật bộ pháp tần tốc của mình lên một pha combo vào đến từ Pierre nhưng chỉ làm combo đến từ Quy và R chưa phải sử dụng W của mình hay là kỹ năng E của mình bây giờ đã bung ra rồi. Và lính đang đẩy vào KT ăn một cầu sắp nhớ nhà và KT ăn thêm quả TNT kích nhớ thêm một lần nữa. Binsay đang phải nhấn đồng hồ, mọi thứ đang dồn hết vào hai thành viên chủ chốt từ phía Team Wales và hai thành viên đang trong vấn đề rất là khó. Con đang sẵn sàng quay trở lại dàn búa và sẵn sàng gõ người đã thủ thề rồi, cố gắng bắn nhưng bắn không nổi nữa rồi. Nhà chính nổ 1-0 cho Team Wales, một chiến thắng vô cùng bóp nghẹt của Team Wales. Thực ra là